Ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên nhưng không tìm thấy ma túy. Hiện công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai làm rõ hành vi của các nữ tiếp viên này. Trước đó, sáng ngày 16 tháng 3, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp đội kiểm soát ma túy, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên này. Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 11 kg ma túy được ngụy trang trong các ống kem đánh răng. Cụ thể, trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh chứa tổng cộng 3,18 kg ma túy, hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân chứa 0,78 kg ma túy, tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy chứa 3,18 kg và tiếp viên Đặng Phương Vân là 4 kg. Sáng ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án Mai Văn Quân, sinh năm 1966, biệt danh Quân Xa Lộ, là đại ca giang hồ có máu mặt khu giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, bị chém chết vào tối ngày 4 tháng 11 năm 2019, từng gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 11 năm 2017, bà Trần Ngọc Thủy ký hợp đồng, viết tay không qua công chứng, bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Anh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Lê Công Tuấn Anh, đứng tên giùm bà Lê Thị Tuyết, với giá 100 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán 35 tỷ đồng để bà Thủy bàn giao nhà và đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên. Tuy nhiên, bà Thủy không thực hiện theo hợp đồng nên ngày 26 tháng 10 năm 2019, bà Tuyết và Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh, người quen bà Tuyết, đi cùng với Lý Văn Tự, nhân viên bà Tuyết, gặp bà Thủy để giải quyết. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2019, Võ Thùy Linh hẹn Tự và Nguyễn Tiến Minh Tài gặp nhau tại một quán cà phê tại quận Thủ Đức cũ để cùng đi đến nhà bà Thủy giải quyết tranh chấp căn nhà. Tại nhà bà Thủy, nhóm của Linh gặp Nguyễn Anh Trung, chồng bà Thủy và yêu cầu ông Trung gỡ các bài viết trên mạng xã hội nói xấu bà Tuyết. Ông Trung không đồng ý và đuổi nhóm của Linh về. Sau đó ông Trung kể lại câu chuyện với Mai Văn Quân khi người này đến nhà chơi. Đến tối cùng ngày, cả hai nhóm của Nguyễn Anh Trung, Mai Văn Quân gặp lại nhóm của Võ Thùy Linh trong một quán ăn trên đường Khổng Tử, quận Thủ Đức cũ và xảy ra mâu thuẫn. Hai bên đã xô xát nhau, Mai Văn Quân bị nhóm của Võ Thùy Linh chém trọng thương, tử vong sau đó. Gây án xong, Võ Thùy Linh cùng cả nhóm thuê xe chia nhau đi trốn tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Quá trình bỏ trốn, Lê Thị Tuyết thông qua con trai mình, bị cáo Phạm Nhật Nam và bị cáo Lê Tuấn Vũ cung cấp tiền cho Tự bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án. Ngày 21 tháng 3, ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc cho biết, đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc chủ trì tiến hành tháo dỡ 7 bungalow của ông Nguyễn Long Vĩ, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trái phép trên diện tích lấn chiếm 1.200m2 mặt biển tại xã Hàm Ninh. Các căn bungalow đối diện nhau, ở giữa là cầu gỗ dài gần 100m dẫn ra biển. Cùng bị cưỡng chế lần này còn có công trình của ông Phạm Trung Hiền, ngụ Phú Quốc, đổ cát lấn chiếm 5.000m2 đất bãi bồi ven biển xã Hàm Ninh, thuộc khu bảo tồn biển Phú Quốc. Trước đó, chính quyền xã Hàm Ninh cũng đã phát hiện ông Mai Trung Dũng, ngụ Phú Quốc, lấn chiếm mặt biển với diện tích 524m2 để xây 8 bungalow và 2 cây cầu dẫn. Các căn bungalow này cưỡng chế tháo dỡ xong hồi đầu năm nay. Tháng 8 năm 2022, đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang kiểm tra thực tế, phát hiện có 17 bungalow, 3 cây cầu dẫn, 1 nhà bè nuôi cá, 1 quầy bar xây dựng trái phép xâm phạm trực tiếp khu bảo tồn biển Phú Quốc. Khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 3, vụ cháy đã xảy ra tại công ty cổ phần Quanh Quanh miền Trung có trụ sở tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đám cháy xuất phát từ bên trong một khu xưởng sản xuất bánh gạo của công ty, sau đó nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao cả trăm mét.
đứng ở cách xa hiện trường vài km cũng có thể nhìn thấy. Ngay sau khi nhận tin báo, rất nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Phú Lộc được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Tiến cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy đang trong thời gian công ty hoạt động, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như việc có người bị mắc kẹt bên trong đám cháy hay không. Ngày 21 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đọc tờ trình đến Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, xét đơn xin thôi làm đại biểu của ông Nguyễn Viết Dũng. Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín cho thôi tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Kết quả 54 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất cho ông Nguyễn Viết Dũng thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Viết Dũng cùng một số người bạn đến đánh golf tại sân golf BRG Đà Nẵng. Trong quá trình chơi, do tranh cãi với cách tính số gậy trong một hố, nên ông Dũng đã có hành hung nữ nhân viên phục vụ tên L đến mức phải nhập viện. Đến ngày 3 tháng 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã quyết định xử phạt hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Viết Dũng do cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô sau 15 năm khởi công, nơi đây vẫn là những cồn cát nằm trơ trọi dọc bờ biển, nối giữa thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều điểm trong khu vực tạo thành những hố sâu khổng lồ do nạn khai thác cát trái phép làm vật liệu xây dựng. Chưa hết, rừng rẽ ở thôn Phú Hải như lá phổi xanh che chắn, điều hòa khí hậu cho khu vực đã bị chặt phá nham nhở. Người dân ta thán vì cuộc sống khổ sở cả chục năm nay, đi không được mà ở không xong. Ông Lê Công Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Vĩnh cho biết, hơn 100 hộ dân thôn Phú Hải phải di dời nhà cửa, nhiều lăng mộ tài sản trên đất cũng bị thu hồi. Tuy nhiên đến nay, hơn 95% số hộ dân chưa được bồi thường để di dời đến nơi ở mới. Oái âm là qua nhiều mùa mưa bão, nhà cửa xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, nhưng do nằm trong diện thu hồi nên không được cấp giấy phép xây dựng mới. Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cho biết, địa phương đang kiến nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án để giải quyết khó khăn cho người dân. Còn đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, dự án thuộc danh mục các dự án chậm tiến độ đã được đơn vị này báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng văn bản và đề xuất phương án xử lý. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngộ độc độc tố botulinum là loại ngộ độc kinh điển trong y văn nhưng xảy ra không thường xuyên. Yếu tố dịch tễ và các biểu hiện đặc trưng của bệnh thường khó khai thác nên việc chẩn đoán xác định rất khó khăn. Hơn nữa, độc tố botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, nên sau khi bệnh nhân ăn thực phẩm không an toàn có chứa botulinum, độc chất này hấp thu vào cơ thể gắn chặt vào các dây thần kinh, gây liệt toàn bộ các cơ. Theo tiến sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, thực phẩm đóng hộp dễ có nguy cơ bị ngộ độc botulinum nhất. Ngoài ra, tất cả các loại thực phẩm khác như rau, củ, quả, hải sản vẫn có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum nếu được ủ, bọc kín và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực phẩm chế biến đóng gói thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình hoặc điều kiện sản xuất không đảm bảo thì nguy cơ gây ngộ độc còn cao hơn. Biểu hiện của ngộ độc là sau khi ăn khoảng 12 đến 36 giờ, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng liệt từ vùng đầu, mặt, cổ, khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, mắt không mở được, lan xuống hai tay, hai chân. Sau đó liệt các cơ hô hấp, khò khè, ứ động đờm ở họng, khó thở, gây suy hô hấp, dễ gây tử vong. Để phòng chống ngộ độc do botulinum, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng,
bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường.